giết, giết, giết. Hồ Quynh yên tâm, ở đây cứ giao cho ta. Lên, xông lên. Giết. Đa tạ cứu mạng, không cần cảm ơn. Chuyện ngươi đánh ta ngất, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Lại là ngươi. Không cần lo lắng, lát nữa xuống đó sẽ không nhìn thấy ta đâu. Ngươi đang làm gì vậy? Ngọc Dược à, mùi cũng thấy rồi đó. Nơi này rất là nguy hiểm, tìm một chỗ tự mình trốn đi có được không? Ta sẽ không chết đâu. Lâm Tam à, các tướng sĩ anh dũng, lên hết cho ta. Tướng quân ra rồi kìa. Giết. Giết, giết chết hắn. Giết hắn đi. Giết chết hắn. Giết hắn. Giết chết hắn cho ta. Quả nhiên là tiểu nhân đê tiện. Đao ba, đừng để hắn chạy. Đuổi theo cho ta. Dân, đuổi theo. Chẳng trách không muốn chúng ta quan tâm tới. Quá ra là muốn chạy trốn sao? Lâm Tam lại chạy thoát rồi. Tìm cho ta. Tìm. Có chút thuốc nổ vậy thôi mà lại nổ quy luật lớn như vậy, không làm thầy nổ thật là phí đó. Đánh xong rồi các ngươi mới tới, ta sớm đã làm xong hết rồi. Tướng quân à, người lại kết hợp với cao tù để lừa ta. Ta còn tưởng người chạy trốn rồi đó. Ta giống loại người không có nghĩa khí đó sao? Nếu không giống, Hồ Bất Quy có tin không? Cao tù huynh cả ngày ngoài việc bôi đen ta, còn có thể làm việc khác không hả? Tướng quân à, thuốc nổ này người làm thế nào vậy? Tướng quân à, tướng quân, tướng quân à, thuộc hạ làm việc bất lực, quân hướng bị chúng cướp rồi, xin tướng quân trách tội. Không sao, tất cả việc này đều nằm trong dự tính của ta. Nói như vậy người sớm đã liệu trước bọn họ sẽ tới cướp quân. Vậy thứ bạch y giáo cướp là gì? Cái này cũng phải cảm ơn Trình Đức đã dạy ta một chiêu.
Được rồi, không cần tiễn nó đâu. Tiễn ngàn dặm rồi cũng phải biệt ly. Được rồi, đừng có như vậy với ta nữa mà. Thứ ta cần đâu? Ta ăn uống tiêu dùng tiết kiệm cả đời, đến già còn bị huynh đào mất nữa. Lâm ta mà, đồ của huynh ta sẽ đưa cho huynh. Nhưng lần này ta đã phải rơi máu rồi đó. Đương nhiên rồi, không có những thứ này bên cạnh, ta có thể tham quân được không đây? Ta nói cho ngài biết, nếu ngài muốn đi, đừng đi tay không được không? Mang những quân hướng đó đi đi. Đá. Bái phục tướng quân, bái phục, bái phục. Đá sao? Thứ cướp được là đá hả? Được rồi, đừng cười nữa, đi thôi. Tướng quân à, là đá sao? Tướng quân à, tướng quân, ta không thể đi đến viên mãn rồi. Ước mơ của ta, ta tin các vị đang ngồi đây đều có ước mơ của mình. Hay là thử nói xem sao? Ước mơ của ngươi là gì? Ta muốn làm một quy công. Khẩu vị nặng vậy sao? Ngươi thì sao? Ước mơ của ta chính là trở về nhà chăm sóc cha mẹ ta. Hay, còn ngươi? Ước mơ của ta chính là về nhà làm một nông phu, trồng dưa trồng rau. Còn ngươi? Ta muốn lấy ba cô vợ. Ngươi thì sao? Ước mơ của ta là sinh 10 đứa con. Ngươi có được không vậy? Còn ngươi? Kiếp sau nhất định sẽ được làm một quy công tốt. Hy vọng ngươi đừng gặp phải một tướng quân không đáng tin như ta. Tướng quân, người đã làm rất tốt rồi. Thương vong đã ở mức thấp nhất. Đúng đó tướng quân à, Bạch Y giáo tổn thất còn nặng nề hơn chúng ta. Trong các thi thể của Bạch Y giáo, có ai đeo khuyên mũi hay không vậy? Người đó không chết, chính là hắn đã cướp quân hướng, cho nên hắn vẫn luôn ở đây. Dân, hỏng rồi. Ngọc Nhược, Tiêu Ngọc Nhược đâu? Tiêu Ngọc Nhược đâu rồi? Tiêu Ngọc Nhược đâu rồi? Làm tướng quân sao vậy? Người có thấy Tiêu cô nương không? Dạ không. Có thấy Tiêu cô nương không? Dạ không. Người đâu? Người đâu rồi? Nói đi. Không thấy thưa tướng quân. Quỳnh đi đâu vậy? Tế Ninh. Tiêu Ngọc Nhược, mọi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Đi, đi, đi. Các bạn đang theo dõi bộ phim Cực phẩm gia đình được thuyết minh và phát hành duy nhất tại tv.zin.vn.
Ta nghe nói là con đã bị giỡn có đúng không? Còn vui vẻ mang về mấy hòn đá, có đúng không hả? Dân, hai lần cướp quân hướng đều thất bại, còn thương vong nặng nề. Ta nói có phải con bị ngốc không? Có phải bị ngốc không hả? Đúng là ngốc, đồ ngốc mà. Dân, con ngốc, sư phụ à. Sư phụ bớt giận. Chuyện này đều trách Lâm Tam. Lâm Tam là thần thánh phương nào đây? Võ công của hắn rất là cao cường sao? Không phải. Vậy hắn thông minh khác thường? Không có khác thường. Vậy hắn nhất định là tinh thông ám khí rồi. Dạ không phải. Vậy thì nhất định hắn có tài năng quân sự. Lần này đúng rồi. Cũng không đúng. Không đúng đâu sư phụ à. Nói như vậy thì con đã thua một tên phế vật, không hiểu gì về quân sự, không thông minh, không biết ám khí, còn không biết võ công. Đồ đệ à, xem ra sư phụ bao năm nay phán đoán về con không có sai. Con đó đúng là ngốc mà. Sư phụ à, con không có ngốc sư phụ à. Chuyện này đều trách tên Lâm Tam đó. Bởi vì Lâm Tam là một tên tiểu nhân, hắn không những quỷ kế, hơn nữa còn vô sĩ vô cùng sư phụ à. Nhưng mà người yên tâm đi, hắn không hề có tài cán thực sự gì hết. Tuy chuyện cướp quân hướng thất bại, nhưng con đã bắt được đại tiểu thư Tiêu gia để lập công chuộc tội rồi. Đại tiểu thư Tiêu gia, con bắt cô ta làm gì? Sư phụ à, Trình đại nhân hết lần này tới lần khác muốn bắt đại tiểu thư Tiêu gia, chứng tỏ trên người Tiêu đại tiểu thư có thứ mà Hán Dương muốn. Nếu như chúng ta lấy được thứ này, Hán Dương lẽ nào không trọng thưởng cho chúng ta hay sao? Có chút ý nghĩa đó. Xem ra con vẫn còn có thể cứu được. Cảm ơn sư phụ. Báo. Bẩm báo thánh mẫu, quan binh bên ngoài chuẩn bị nổ súng. Thần cơ doanh chuẩn bị. Từ đại nhân, đợi đã, bỏ súng giữ người. Lâm Tam, sao huynh lại tới đây? Đợi một chút. Từ đại nhân, có chuyện gì từ từ nói, sao phải dội nổ súng như vậy chứ? Lâm Tam, cậu to gan thật đó. Cậu mang lương thảo của bộ đội, không giữ quân hướng cho tốt, chạy đến đây làm gì chứ? Trình đại nhân, ông đừng tiếp đón ta nữa mà. Tránh lát nữa ông lại xuống mà không lên được. Cậu... Từ đại nhân, nói vài câu đi. Từ đại nhân, tên chân ngắn Trình Đức gần đây không gây rắc rối cho ngài sao? Diễn giống lắm đó, người không biết còn tưởng ông ta thực sự muốn tấn công Bạch Y Giáo, nhưng trên thực tế đang nhịn không làm gì. Thêm hay bớt ông ta cũng không thiếu. Được rồi, ông ta chỉ cần gây thêm phiền phức coi như là giúp đỡ rồi đó. Gần đây tình hình chiến trận thế nào? Trước đây đã xảy ra mấy đợt tấn công, bây giờ đang trong trạng thái bế tắc, đang chuẩn bị dùng súng tấn công. Tấn công tốt lắm đó. Nhưng mà Từ đại nhân à, nơi đây là địa phận của người khác. Cá nhân ta cho rằng binh lực chúng ta có hạn, lương thảo không đủ, cứ kéo dài như vậy sẽ bị người ta làm hao mòn đi đó. Huynh có cao kiến gì? Cá nhân ta cho rằng chúng ta có thể phối hợp trong ngoài. Bên ngoài ngài tiếp tục tấn công, còn ta đột nhập vào bên trong phía địch, từ bên trong đánh sập quân địch. Ngài biết con người của ta, trước giờ yêu nước yêu dân, hy sinh một chút không là gì cả. Được rồi, nói đi, mục đích thật sự của huynh là gì? Thứ nhỏ bé lại bị ngài phát hiện ra rồi. Không giấu, Tiêu Ngọc Nhược bị bắt tới Tế Ninh rồi, phải đi cứu cô ấy. Có tình có nghĩa, quả nhiên là cảm động ông trời. Nhưng chuyện nổ súng không đợi được nữa đâu. Tuy nhiên,
ta có thể đợi đến lúc mặt trời lặn. Đến lúc đó huynh nhất định phải ra. Nếu không thì ta cũng không cứu được huynh đâu. Cảm ơn Từ đại nhân. Nghĩa phụ, Lâm Tam đã khoa trương tới đây như vậy, vậy phải cảm ơn con nghĩ ra diệu kế trộm quân hướng. Không những không hại được Lâm Tam, còn suýt nữa khiến ta bị bại lộ. Chuyện lần trước cứ trách con, nhưng mà lần này nếu hắn đã tới rồi, cơ hội giết hắn lại nhiều thêm, có đúng không? Không được khiến ta thất vọng nữa đó. Ta đưa con tới quân doanh, không phải đến để ngắm cảnh đâu. Dân, nghĩa phụ. Bảo trọng, yên tâm. Từ đại nhân, ta biết ngài là người cao to lực lưỡng, ruột cũng nhiều, mưu kế cũng nhiều. Trò này ở đâu ra vậy? Lâm tướng quân đại nhân đại nghĩa, đưa một ít người đi công thành trước. Ta biết ngài to gan, không ngờ ngài còn to gan làm bậy như vậy đó. Dám sai một nhóm quân lương thảo đi tấn công Bạch Y giáo. Trình đại nhân trước nay đều to gan lắm, vì sao lần này lại trở nên nhát gan? Lâm tướng quân từng giao đấu với Bạch Y giáo, diệt địch vô số, kinh nghiệm phong phú, có gì là không được? Càng huống chi lần này ta đã phong hắn là Hữu Lộ Tiên. Hữu Lộ Tiên Phong. Vậy ta sẽ chờ xem kịch hay của ngài. Xông lên, giết! Xông lên! Ta đến giúp ngài đây. Người này thật đúng là khẩu Phật tâm xà, giúp ta mà còn chém ta sao? Cẩn thận đó, cẩn thận. Ta đến giúp ngài đây. Ai bảo các ngươi làm như vậy hả? Hỏi cái mông đó, dùng mông cũng nghĩ ra được là Trình Đức Bảo hắn. Ngươi nói xem, ta chỉ cao hơn hắn một chút, sao lại muốn giết ta chứ? Thank you.
giả rồi. Mở cửa. Các ngươi là ai? Hán Dương đặc sứ. Có gì mà đáng kinh ngạc? Nói dối chính là lễ nghi cơ bản nhất. Dựng sào thấy bóng. Huynh đệ à, đừng dội, có gì từ từ nói nha. Mọi người đều sống chung trên một địa cầu, đừng kích động như vậy chứ. Cát, người rốt cuộc là ai? Từ đại nhân, thế này là như thế nào đây? Ta sao biết được là có chuyện gì? Không biết. Con người Lâm Tam chúng ta đều không biết. Chuyện của hắn quá nhiều rồi. Xem ra hắn còn có quan hệ với Bạch Y Giáo. Không đúng sao? Móc cái gì vậy? Lôi ra. Ngươi lại muốn dùng vàng để hối lộ bọn ta sao? Không có cửa đâu. Huynh đệ à, Bạch Y Giáo chúng ta có giới hạn của mình. Giết người phóng hỏa có thể, nhưng nhận hối lộ thì tuyệt đối không được đâu. Ngươi không nhận ra ta hả? Sao ngươi còn mở cửa cho ta? Bởi vì ngươi gõ cửa. Ta bảo ngươi bây giờ thả ta ra, ngươi có thả không? Không thả. Đừng như vậy mà, bình tĩnh đi. Được rồi, nếu như các ngươi không nhận ra thân phận đặc sứ của ta, xem ra ta chỉ có thể lấy bản lĩnh xem nhà của mình để các ngươi tâm phục khẩu phục. Bản lĩnh xem nhà. Một lát nữa ta sẽ ra tay không tất sắc. Từ trong giạt dầu sôi sùng sục lấy ra 2 đồng xu. Giạt dầu sắp sôi rồi. Lúc này bất kể bỏ thêm bất cứ thứ gì vào trong, đều nóng sôi đến mức cô ma của người cũng chẳng nhận ra. Ta đi đây. Không sao, ta không vào địa ngục. Còn ai vào địa ngục chứ? Thiên bá, động bá. Trơn nhẵn như ban đầu, như sữa bò, như tơ lụa. Không phải đặc sứ. Ngài là đại tiên. Đại tiên à, xin nhận cho chúng tôi một lại. Có muốn biết vì sao ta lợi hại không hả? Ta không muốn biết đâu, ta nói cho huynh. Bởi vì ta bỏ thêm giấm vào trong dầu, dầu và giấm Trung Hoa rồi. Lúc này lại bỏ thêm chút cặn thì cảm giác giống như dầu sôi sùng sục. Hơn nữa nhiệt độ của nước lúc này ấm lên rồi, bỏ ta vào cảm giác rất là thoải mái. Những gì huynh nói không muốn biết. Biết được thì làm sao? Ta hỏi các ngươi, lục hộ pháp của các ngươi bắt tiêu đại tiểu thư về nhốt ở đâu? Cái này thì ngươi hỏi đúng người. Ta không biết nữa. Nhưng ta biết ai biết đó. Mau đưa ta đi. Được, đi. Đi thôi.
Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiêu đại tiểu thư. Đúng vậy đó. Đáng tiếc, loại phương thức gặp nhau này ta không có thích đâu. Vậy thì phương thức gặp nhau này cô sẽ càng không thích rồi. Ta không có thời gian chơi đùa với cô. Nói đi, Trình Đức rốt cuộc muốn cô làm gì? Các người cùng một dù với nhau, Trình Đức chẳng lẽ không nói cho cô sao? Ta từng đồng ý với Lâm Tam không có giết người, nhưng mà ta không đồng ý là không có đánh người đâu. Hôm nay ta sẽ cho cô biết vì sao mỗi lần ta đánh tài đều lớn hơn cô. Đừng đánh mà. Cô có biết Lâm Tam thích ai hay không? Là ai vậy? Hắn luôn cất giấu một người con gái ở trong lòng. Mặc dù hắn trước giờ đều không nói, nhưng mà mỗi ngày hắn đều nhung nhớ cô gái đó. Người phụ nữ đó là ai? Ta muốn giết cô ta. Các bạn đang theo dõi bộ phim Cực phẩm gia đình được thuyết minh và phát hành duy nhất tại tv.zin.vn. Đi theo bọn họ, nhanh vào trong đi. Một năm không gặp lại lùng rồi. Mời vào trong. Vẫn như vậy, đúng. Xin chào, xin chào. Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Lại gầy rồi đó, gầy rồi sao? Các người không phải là người Bạch Y Giáo. Hai người là ai vậy? Các vị đường chủ phân đường. Hai chúng tôi vừa rồi không cẩn thận xì hơi. Bây giờ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Thật là ngại quá. Khoan đã. Các bạn đang theo dõi bộ phim Cực phẩm gia đình được thuyết minh và phát hành duy nhất tại tv.zin.vn. Nếu như bị bọn họ phát hiện ta là kẻ giả mạo, phải làm sao đây? Không sao, có ta ở đây mà. Lúc then chốt vẫn là huynh đáng tin. Ngày mùng 1, 15 hàng tháng ta sẽ nhớ thắp hương cho huynh. Huynh đệ tốt. Là Dương Hán. Hán Dương. Hán Dương. Là Hán Dương đó. Hỏng rồi, bị phát hiện rồi. Thì ra là đặc sứ. Đặc sứ à, đặc sứ. Thì ra bọn chúng chưa từng gặp đặc sứ thật. Đặc sứ đại nhân, vừa rồi đắc tội rồi. Đã sớm nghe nói ngài võ công cái thế. Hôm nay được nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể giao lưu học hỏi võ công với ngài một chút được không? Đặc sứ đại nhân thân phận tôn quý, chuyện giao lưu học hỏi võ công này cứ để ta đi. Phải đó, người cũng biết đó. Đặc sứ mà. Võ công của ta có hơi cao. Ta còn hơi lo sợ. Không cẩn thận làm gì đường chủ bị thương. Vậy thì không hay. Vậy nên chuyện tỉ võ sẽ giao cho đồ tôn tiểu tù tù của ta thay thế vậy đó. Các người bắt đầu đi. Một đồ tôn nhỏ bé mà ăn nói khoe khoang như vậy sao? Mời. Mời Di đường chủ. Bây giờ cô vẫn còn muốn giết người phụ nữ đó không? Không giết nữa đâu. Thật ra ta sớm đã biết huynh ấy thích ta rồi. Cô cũng đừng có buồn quá. Kiểu con gái có nhan sắc như cô, thất tình không phải là chuyện rất bình thường sao? Quen rồi sẽ ổn thôi mà. Ta chỉ là tiếc cho các người thôi. Rõ ràng là yêu nhau mà lại không được ở bên nhau. Tại sao vậy? Bởi vì Lâm Tam bị Lục Trung Bình đánh trọng thương rồi, sắp
chết rồi đó. Hắn sợ cô đau lòng, bảo ta đừng nói với cô. Cứ nghĩ đến cô không được gặp hắn lần cuối cùng, ta liền buồn thay cho cô. Lợi hại quá, quả thật là lợi hại mà. Võ công của Đồ Tôn mà đã như vậy rồi, vậy võ công của đặc sứ đại nhân chắc chắn là thâm sâu khó dò rồi đó. Võ công lại tụt lùi rồi, đúng là làm xấu mặt sư môn. Về đứng tấn 3 năm cho ta. Dân đặc sứ đại nhân à, chắc ngài quen biết rất nhiều người trong Bạch Y giáo chúng tôi có phải không? Đương nhiên là quen rồi, bọn ta thường ở Kim Lăng, cùng với Tiên Nhi còn cả Trung Bình nữa, đều rất là thân. Ngày nào cũng cùng nhau uống rượu, đánh mặt trượt, tán gái. Trung Bình tán gái giỏi lắm đó. Hai đại hộ pháp gian danh thiên hạ, người quen biết bọn họ nhiều lắm. Phải đó. Vậy Bạch Y giáo bắt cóc nhị tiểu thư nhà họ Tiêu, sau đó bị Lâm Tam cứu đi, chuyện này ta biết được, cũng không phải là điều gì lạ sao? Di đường chủ à, người ăn nói với đặc sứ như vậy đó hả? Thật là. Người đâu, gọi Lục hộ pháp đến đây. Nó là bằng hữu của ngài ấy tới. Không cần đâu, không cần đâu. Đừng khách sáo như vậy chứ. Ta và Trung Bình rất là thân nhau. Trung Bình rất bận rộn, ngày nào cũng trăm công ngàn việc, không cần làm việc như vậy. Vậy sao được chứ? Đặc sứ đến rồi, hộ pháp nhất định phải ở đây. Đi. Dân, không cần, thật sự không cần. Phải rồi, ta hỏi các ngươi một chút. Đại tiểu thư nhà họ Tiêu chính là bạn gái của Lâm Tam, bị các người bắt đi, cô ta bị nhốt ở đâu? Ta muốn đích thân thẩm vấn cô ta. Đặc sứ đại nhân à, lời này là không đúng rồi. Theo ta được biết, Tiêu Ngọc Nhược và Lâm Tam không phải là thứ quan hệ đó đâu. Lâm Tam chỉ là một tên gia đình cấp thấp mà thôi, trong nhà của họ Tiêu đó. Loại chuyện linh tinh này đừng có nói nữa, mau nói đi. Phu quân ta đang ở đâu? Lâm Tam, hắn ở một nơi vô cùng kín đáo, ra khỏi cửa rẽ trái, ở ngõ thứ nhất rẽ phải, ngõ thứ hai rẽ trái, lại rẽ phải rồi rẽ trái, đi thêm 4 ngõ nữa, 100 mét nữa là tới. Cô thả ta ra, ta đưa cô đi. Nhà xí, ra khỏi cửa rẽ trái, ngõ thứ nhất rẽ phải, ngõ thứ hai rẽ trái, rẽ phải rẽ trái, đi thêm 4 ngõ nữa, đi thêm 100 mét nữa, là nhà xí mà. Không phải, không phải nhà xí đâu, ta nhớ nhầm rồi. Cô mà còn không đi, Lâm Tam sẽ chết đó. Cô đi đâu vậy? Đường xá xa xôi, để ta đưa cô đi mà. Ta đi lấy kim sang dược, loại tốt nhất. Bình thường loại người này đều nhốt ở địa lao của Bạch Y giáo. Sao vậy, không có vấn đề hả? Địa lao cơ quan trùng trùng, người bình thường có vào không có ra đâu. Đặc sứ đại nhân, Lục hộ pháp sắp tới rồi đó. Ngài đợi thêm một chút nha. Không cần đợi nữa đâu. Ta và Lục hộ pháp bình thường vẫn tâm linh tương thông. Ta bây giờ có thể cảm nhận được hắn đang gọi ta. Ta tự đi tìm hắn là được rồi. Cáo từ. Đặc sứ à, đặc sứ, đặc sứ đi thông thả nha. Đại tiên, đại tiên à, hai người ở đây hả? Làm gì vậy chứ? Đại tiên à, tôi bị thận hư. Đại tiên, tôi bị táo bón. Đại tiên à, vợ tôi không có bầu được. Bao nhiêu người bám theo huynh như vậy, ta xem huynh cứu đại tiểu thư khó, ta có cách mà. Đến đúng lúc lắm, hôm nay các người may mắn đó. Long trọng giới thiệu với các người, vị này là cao tăng đắc đạo từ nơi xa. Chỉ cần mỗi ngày các người lạy hắn 3 lần, bệnh vô sinh, còn cả thận hư đều sẽ khỏi hết. Pháp lực cao cường lắm đó. Thôi đi mà, huynh nghĩ bọn chúng sẽ tin mấy lời sằng bậy của huynh hả? Nào lạy đi, lạy. Đại tiên, đại tiên à, đại tiên, đại tiên, đại tiên à, đại tiên, đại tiên.
Địa lao ở đâu đây? Xem ra chuyện đến nhà cướp của quả thật là hay. Xây nhà to như là cung điện thế này. Đúng là giảm nát giày sắt không tìm thấy, cuối cùng lại không mất công sức mà có được. Ngươi chính là vị bằng hữu trong truyền thuyết của ta đó sao? Hôm nay ta phải giết chết tên vô sĩ như ngươi. Tướng công à, chàng không sao chứ? Cô đang gọi ta sao? Không phải chàng bị chảy máu mà chết sao? Để ta xem nào. Ta không sao đâu, cái gì vậy chứ? Cô đợi đã. Ba ngày ban mặt mà cô dám làm loại chuyện này hả? Chỉ bằng tối làm đi. Không sao mà. Người phụ nữ chết tiệt đó lừa ta. Người phụ nữ chết tiệt đó lừa cô hả? Phu quân à, sao chàng lại căng thẳng như vậy chứ? Không phải đâu, không phải mà. Kiểu căng thẳng của ta không phải là kiểu đối với ân nhân cứu mạng đâu. Căng thẳng, cảm kích. Cảm kích, cảm kích, cô có hiểu không? Chàng sao vậy? Chàng sao vậy Tam ca? Tần hộ pháp, Tần hộ pháp, Tần hộ pháp à. Tần hộ pháp, Tần hộ pháp. Ân nhân à, sao vậy? Giáo chủ tìm cô. Có chuyện gì? Không nói. Ân nhân à, hai người đưa ta đến địa lao. Dân. Đợi đã. Ân nhân muốn đến địa lao để làm gì? Ân nhân muốn đi đâu còn phải giải thích sao hả? Người có bị ngu không đây? Ta muốn như vậy, ta muốn như vậy mà. Ân nhân à, bên này. Ân nhân à, bên này. Mời. Bên này nè, ân nhân. Bạch y giáo của các người lớn như vậy, sao lại ít người hả? Bạch y giáo chúng tôi thiếu người mà. Nếu không loại người như chúng tôi cũng không có được vị trí như bây giờ đâu. Cũng có lý ha. Ta biến một phép tiên cho hai người nha. Ta búng ngón tay một cái, các người liền ngất đi, có tin không? Vậy sao? Đúng là có hơi chóng mặt, hơi đau nữa. Đi. Lâm Tam à, Tam ca, huynh không sao chứ? Ta không sao, chỉ là thử đau thôi. Cao Tù sao lại bị thương nặng như vậy? Người trẻ tuổi còn thiếu rèn luyện, ngại quá, thể lực không chịu được rồi. Ngọc Nhược, muội không sao chứ? Ta không sao. Đại tiểu thư, cô không biết Tam ca gì cứu cô hôm nay anh hùng như vậy, một mình đánh với lại hơn 1.800 người Bạch Y giáo, suýt chút nữa mất mạng. Cao Tù, còn nữa, người già người trẻ, đến cả con chó cũng không tha luôn. Ngọc Nhược à, Ngọc Nhược à, anh hùng cứu mỹ nhân là trách nhiệm nên làm của mỗi anh chàng đẹp trai, không cần cảm ơn ta đâu. Đừng tưởng ta không biết là người giả vờ. Sao cái gì muội cũng biết, nhưng mà vẫn rất đẹp trai. Lâm Tam, trả đau lại cho ta. Trả huynh nè. Còn nữa, gì nữa? Canh gà 2 tháng đó. Sao huynh thích ăn gà vậy chứ? Huynh không thích ăn hả? Mặc kệ ta. Đột nhiên ngất xỉu. Lẽ nào là gần đây uống nhiều thuốc bổ quá sao?
Tiên Nhi, nghe nói trong thành Tế Ninh có một vị đại tiên, pháp thuật rất là cao minh. Con có biết hắn là ai không vậy? Có thể giả thần giả quỷ như vậy, ngoài Lâm Tam ra thì còn ai nữa chứ? Sư phụ à, Đồ Nhi cũng nghe nói đến, nhưng mà Đồ Nhi không biết. Sư phụ, bây giờ chuyện trong thành là chuyện nhỏ thôi, chuyện ngoài thành mới là chuyện lớn. Từ vị kia bây giờ đã bao dây thành Tế Ninh rồi, lẽ nào sư phụ không lo lắng sao? Hôm nay con sao lại quan tâm đến chuyện này vậy? Con... nhưng mà quan tâm chút cũng tốt. Đợi đến khi con tiếp quản Bạch Y Giáo, những chuyện lớn chuyện nhỏ này con đều phải giải quyết hết. Còn về từ vị, con không cần lo. Nói thế nào, chúng ta bây giờ cũng là hồng nhân trước mặt của Hán Dương. Trình Đức không dám không quan tâm đến chúng ta, nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ chúng ta. Ai vậy? Sư muội à, đừng kinh sợ. Là ta đây. Trung Bình, con sao vậy? Sư phụ à, là số phận, là số phận định sẵn con gặp Lâm Tam thì sẽ không có chuyện gì tốt lành. Hôm nay con gặp hắn thì đột nhiên ngất xỉu và bị sái cổ tạm thời. Lâm Tam? Vâng, thưa sư phụ. Lâm Tam đó đã trà trộn vào thành Tế Ninh rồi, chính là kẻ bỏ đi, không biết võ công, không biết dùng ám khí, còn không thông minh. Không thể nào đâu, trong thành canh gác nghiêm ngặt như vậy, Lâm Tam sao có thể vào được đây? Muội xem nè, ta đã nói đi theo ta sẽ không sai mà. Đi thôi, còn đi được sao? Có chuyện rồi kìa. Lại là ngươi. Lâm Tam, ta nghe nói ngươi là bà muốn nói là ta tiểu nhân bị ở vô sĩ hạ lưu có phải không? Không sai, ta là vậy đó. Đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Quan trọng là kẻ không biết võ công, không biết dùng ám khí, không hiểu gì quân sự lại ngu ngốc như ngươi. Thánh mẫu tỷ tỷ, bà không thể nói như vậy. Bà nói như vậy xúc phạm danh dự của ta, ta có thể báo cảnh sát bắt bà đó. Thôi vậy, nhiều người như vậy tha cho bà. Nhưng mà trước đó ta muốn thương lượng với bà một chuyện nhỏ. Tại sao đao kề trên cổ huynh ấy lại nhiều hơn ta? Bởi vì võ công của ta cao hơn huynh. Có lý. Được, cho dù là võ công của huynh ấy hơn ta, vậy tại sao đao trên cổ cô ấy cũng nhiều hơn ta vậy chứ? Tại sao cô ấy đáng giá 3 cây, còn ta 1 cây cũng không đáng vậy? Tại sao ta lại không xứng với 3 cây đao? Ta biết đánh nhau hơn muội mà, nhưng tầm quan trọng của ta hơn ngươi đó. Không ngờ muội là người ham hư danh, lại đi ham những hư danh như vậy đó. Ta cũng không ngờ ngươi là loại ấu trĩ như vậy. Dừng lại đi. Các ngươi có phải thấy ta rất nhàn rỗi không? Người đâu? Nhốt người phụ nữ kia lại cho ta. Hai tên đàn ông kia lôi xuống giết. Đợi đã. Thánh mẫu tỷ tỷ, bà suy nghĩ kỹ chưa vậy? Hay là thế này đi, ta hy sinh một chút, bà thả bọn họ ra đi, ta làm tình nhân của bà có được không? Thế này đi, trước khi giết Lâm Tam, cắt lưỡi của hắn đi cho ta, sau đó nấu với thì là. Nói linh tinh nhiều như vậy, cái lưỡi kia khi nấu lên nhất định rất là dai. Đời đã. Thánh mẫu tỷ tỷ à, bà làm gì tuyệt tình quá đó. Nếu như đã như vậy thì ta chỉ có thể nói với bà bí mật cuối cùng của ta mà thôi. Thực ra ta chính là đặc sứ. Cái gì? Ngươi là đặc sứ? Đúng vậy đó, ta là đặc sứ. Ngươi không phải là đặc sứ. Ta từng gặp đặc sứ thật. Sư phụ à, không tin người có thể hỏi sư muội. Tiên Nhi à, chuyện này là thật sao? Bẩm sư phụ, chuyện là thế này. Con và sư huynh quả thật từng gặp đặc sứ, nhưng mà lúc đó hắn đeo mặt nạ, chúng con cũng không nhìn rõ khuôn mặt của hắn nữa. Sư phụ à, đúng là như vậy.
Nhưng Lâm Tam xuất hiện cùng lúc với lại đặc sứ, nên Lâm Tam chắc chắn không phải là đặc sứ đâu. Không có, muội không nhìn thấy Lâm Tam. Nhất định là sư huynh qua mắt rồi đó. Đúng, nhất định là qua mắt rồi. Sư phụ, sư muội à, nếu như Lâm Tam không phải là đặc sứ, vậy tại sao hắn phải cứu đại tiểu thư nhà họ Tiêu? Có lý. Hỏi người đó, tại sao? Vậy tại sao? Hỏi ta hả? Cái này thì... Thánh mẫu tỷ tỷ, nói đến đây ta lại có một bí mật nhỏ muốn nói. Nhưng ta thấy chỗ này hơi nhiều người, không có tiện lắm đâu. Lâm Tam, ta nói cho ngươi biết, đừng có giở trò gì với ta. Các ngươi lùi xuống trước đi. Đi, mau lên. Lâm Tam, ngươi nhất định phải còn sống mà về đó. Đi, dùng trực thăng đưa cô ấy đi. Nhất định không được để hành khách tự ý hành động. Được, đi. Nói đến bí mật này, đúng là ta muốn cứu đại tiểu thư nhà họ Tiêu. Nhưng mà ta chính là đặc sứ. Thời gian lâu như vậy, ta luôn ở trong nhà họ Tiêu làm gián điệp, là vì một bí mật nhỏ. Trình Đức nhiều lần nhắm vào nhà họ Tiêu cũng là vì bí mật này. Tại sao lâu như vậy rồi mà Trình Đức không nói bí mật này cho Bạch Y Giáo? Chính là sợ các người cướp công của hắn ta. Nói tiếp đi. Đại tiểu thư, đi cùng ta. Làm gì vậy? Làm gì chứ? Ta không biết nữa. Cô làm gì vậy? Vẫn là thánh mẫu tỉ tỉ chu đáo. Lục Trung Bình, có phải ngươi chưa ăn cơm có thể dùng chút sức không hả? Bây giờ ngươi có thể từ từ nói rồi chứ? Có thể từ từ nói. Trình Đức người này mọi người đều biết, bỉ ổi đê tiện, tự tư tự lợi, âm mưu giả hoạt, đơn giản là con hồ ly hơn cả hồ ly. Một người từ sáng đến tối bắt Bạch Y Giáo làm cái này cái kia, đến khi Bạch Y Giáo gặp vấn đề, hắn liền khoanh tay đứng nhìn. Còn nhớ lúc ở Hàng Châu không? Hắn để các ngươi thích khách từ vị, nhưng lại không nói cho các ngươi biết hoàng thượng cũng ở đó, nguy hiểm bao nhiêu chứ. Còn có lần ở Từ Châu kia, để các ngươi đi cướp quân lương, nhưng bản thân lại trộm quân lương đi, để Bạch Y Giáo các ngươi chịu tội thay. Không giấu gì bà, lúc nãy khi ta tiến vào, ngươi quạt chết ta rồi, có chút tiết tấu được không? Không giấu gì các ngươi, lúc nãy khi ta tiến vào đã nhìn thấy có binh sĩ đang sắp xếp đại bác chuẩn bị cho nổ thành. Trình Đức cũng không có chuẩn bị phải ngăn cản, họ muốn mượn tay của Từ Vị giết chết Bạch Y Giáo các ngươi. Cái gì chứ? Trình Đức lão hồ ly này, Trình Đức hết lần này đến lần khác lợi dụng Bạch Y Giáo giúp hắn nắm được bí mật. Vậy thánh mẫu tỷ tỷ việc gì phải giúp hắn làm vỏ bọc cho hắn chứ? Coi ta là kẻ ngốc có đúng không? Thánh mẫu tỷ tỷ à, nếu hôm nay ta may mắn bị các ngươi bắt được, dù sao ta cũng không chạy được. Thật ra chúng ta có thể hợp tác, cùng nắm lấy bí mật trong tay. Đến lúc đó chúng ta đến tìm Hán Dương, cùng giành công. Thế nào hả? Ngươi nghĩ đi, đến lúc đó địa vị của Bạch Y Giáo ngày càng cao. Ngươi thì sao? Chính là quốc sư dưới một người trên vạn người. Lúc đó, ngươi nắm được Trình Đức không phải dễ như trở bàn tay sao? Sư phụ, không nên nghe lời mê hoặc của hắn. Con, ra ngoài cho ta. Ra ngoài, ngươi nhiều lời quá rồi đó. Đại tiểu thư, cô nhất định phải như vậy sao? Ta sẽ không dứt bỏ Lâm Tam mà đi đâu. Nếu Lâm Tam chết rồi, Tiêu gia sẽ không đủ người quét dọn. Nếu Tiêu gia không đủ người quét dọn, Tiêu gia sẽ không sạch sẽ ngăn nắp. Nếu Tiêu gia không sạch sẽ ngăn nắp, ta sẽ thấy hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Các bạn đang theo dõi bộ phim Cực phẩm gia đình được thuyết minh và phát hành duy nhất tại tv.zin.vn. Lâm Tam, ta tin ngươi.
Nếu ngươi nói ngươi là đặc sứ của Hán Dương, vậy ngươi nhất định rất thân với lại Hán Dương. Thân chứ? Thân đến nỗi không cần, bọn ta rất thân. Hán Dương ngày ấy chính là chân ngắn, ta vẫn luôn khuyên ngày ấy vận động nhiều, kéo giãn gân cốt. Tuy tuổi đã cao nhưng mà ngộ nhỡ chân vẫn còn có thể kéo dài, có đúng không? Xem ra quan hệ của hai người các ngươi cũng không có bình thường. Không đâu, không bình thường, bọn ta đều ngủ cùng giường. Vậy còn có gì không? Còn có Hán Dương ngày ấy có yêu thích gì đặc biệt hay không? Sở thích đặc biệt hả? Cái này hỏi vấn đề riêng tư như vậy. Thánh mẫu tỷ tỷ, bà làm như vậy dễ khiến ta nghi ngờ quan hệ của hai người đó. Người nói cái gì vậy? Còn có Hán Dương ngày ấy, Hán Dương ngày ấy mỗi ngày đều mang theo gương hộ tâm. Cái gì? Gương hộ tâm. Hán Dương ngày ấy thích friend. Hán Dương ngày ấy thích nhảy múa. Cái này ngươi cũng biết. Khi Hán Dương còn trẻ, thích nhảy múa nhất. Đáng tiếc bây giờ ngày ấy nói mình tuổi lớn rồi, không có nhảy nổi nữa. Đúng vậy đó, ta với ngày ấy là bạn dông niên. Khi Hán Dương còn trẻ vẫn luôn nhảy. Thích nhảy cái gì mà last kịp, thể dục thẩm mỹ. Người nói lung tung gì vậy? Người căn bản không phải là đặc sứ Hán Dương. Ngày ấy chưa bao giờ nhảy múa. Sư phụ à, chàng ấy quả thật không phải đặc sứ đâu, nhưng chàng ấy là người con thích. Hỗn xược. Ai dám động đến đồ đệ của ta? Đồ nhi, đi nhanh. Sư phụ à, cố lên, đánh thắng rồi mời cô ăn gà rán. Quynh làm gì mỗi ấy vậy? Đánh ngất sao? Không phải Quynh nói rồi sao? Không được để hành khách làm bậy tùy tiện. Đi đi. Quynh có loại võ công có thể lập tức biến mất không? Không có. Vậy Quynh có loại có thể khoan đường xuống mặt đất, thuật di chuyển dưới đất? Quynh nói gì vậy? Không có. Rốt cuộc Quynh có học qua võ công không? Quynh mới chưa luyện võ công đó. Xem các ngươi chạy đi đâu. Cao Tù à, nhờ Quynh đó. Tiêu Ngọc Nhược, sao muội béo vậy chứ? Mỗi ngày muội ăn cái gì đây? Xuống đi. Muội tỉnh lại lúc nào vậy? Đừng có đùa nữa, nhanh mở cửa đi. Ta đùa, ta thấy muội vẫn tỉnh, còn biết mở cửa đó. Nhanh lên, Đại Tiên. Đại Tiên à, Đại Tiên à, Đại Tiên, người đi đâu vậy? Ta có cách rồi. Ta hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi có muốn có tiền pháp phù hộ hay không đây? Muốn chứ. Muốn hả? Các người có muốn kết hôn sinh con hay không? Dạ muốn. Có muốn từ nay về sau không bị thận hư thận kém nữa không? Dạ muốn. Cái này thì chỉ cần bây giờ các người ai có thể mở được cánh cửa này trong vòng 3 ngày, các người sẽ có tiền pháp phù hộ, là có thể thực hiện được tất cả các ước nguyện. Được. Lên đi. Được, được, được.
Dừng lửa, toàn bộ dừng lửa cho ta. Tiếp tục nổ pháo. Là ai dám? Trình đại nhân, ông đừng quên, ông chẳng qua chỉ là một giám quân mà thôi. Từ đại nhân, đừng quên rằng ông là thống soái của toàn quân, không được gì một mạng người. Muốn tổn hại đến mạng của toàn quân chúng tôi sao? Lâm Tam hắn là một mạng người, mạng của bọn ta không phải sao? Xin tướng quân tiếp tục nổ pháo. Xin tướng quân tiếp tục nổ pháo. Xin tướng quân nổ pháo. Xin tướng quân nổ pháo. Xin tướng quân nổ pháo. Từ đại nhân, nếu lúc này không nổ pháo, đợi bạch y giáo đồ phản công, tướng sĩ quân ta thương vong nặng nề, trách nhiệm này ngài có phụ trách nổi hay không đây? Từ đại nhân, ngài nghe xem, lòng quân không thể dao động. Trình đại nhân, thần cơ doanh nghe lệnh. Trình đại nhân, tiếp tục nổ pháo. Tiếp tục nổ pháo. Tiếp tục nổ pháo. Tiếp tục nổ pháo. Muội không sao chứ? Tướng quân à, không sao. Tướng quân không sao chứ? Từ vị đang làm gì ta cũng không rõ. Thế này hai người đi trước, ta bảo vệ hai người. Được, đi. Nào. Đỗ Tu Viễn, có, đưa muội ấy đi trước. Tướng quân à, ngươi đi đâu vậy? Tiêu Ngọc Nhược, về nhà nấu bát mì thịt bò cho ta. Cho nhiều thịt bò, bỏ ít hành nha. Tướng quân à, nhiều yêu cầu như vậy ta không nhớ. Đợi ngươi về cùng nấu đi. Đừng hôn nữa mà tướng quân, lại hôn nữa sẽ phải hôn trên đường Hoàng Tuyền đó. Ta sẽ không chết đâu. Lâm Tam à, được khai pháo. Cẩn thận, đợi một chút đã. Tiêu đại tiểu thư. Lại là huynh sao? Ta nhìn thấy muội đau lòng cho hắn, ta càng phải giết hắn. Muội tránh ra đi. Ta sẽ không để huynh thực hiện được đâu. Lần thứ hai rồi, xin lỗi, tẩu phu nhân. Khai pháo. Ta đến giúp cô đây. Được. Giúp thế nào đây? Cút đi. Có thể.
phụ à? Sư phụ, sư phụ à, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ à, người không sao chứ sư phụ? Tiên Nhi đâu? Tiên Nhi đâu rồi? Tiên Nhi, sư phụ, Tiên Nhi à? Tiên Nhi, Tiên Nhi à, đem lệnh bài giao cho Tiên Nhi, nhất định phải chăm sóc tốt cho nó. Dạ được. Con đi nhanh đi, đừng lo cho ta. Sư phụ, lúc này người vẫn còn nghĩ đến Tiên Nhi. Lúc này người vẫn còn nghĩ đến Tiên Nhi sao sư phụ à? Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ à, Ah!
Nhi à, ngây người cái gì chứ, đi thôi. Đi. Tiên Nhi, cô tỉnh táo một chút đi. Tỉnh táo một chút đi mà. Chẳng lẽ cô muốn giống như sư phụ? Tỉnh táo lại đi. Sư phụ. Là chàng với sư phụ của ta. Cẩn thận đó. Lâm Tam. Lâm Tam. Lâm Tam. Các bạn đang theo dõi bộ phim Cực phẩm gia đình được thuyết minh và phát hành duy nhất tại tv.zin.vn. Lâm Tam. 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 Lâm Tam.